Xin chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đi Bà Đến được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành với quý vị và các bạn để đến với những điểm đến hấp dẫn và mới lạ trên khắp đất nước Việt Nam cũng như là cả quốc tế. My ơi, hôm nay em giới thiệu cho mình nên điểm đến nào với? Mình rất là tò mò. Vậy thì chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cùng đến với những thông tin về văn hóa và giải trí đáng chú ý trong tuần qua nhé. Theo The Culture Trip, Hội An là một trong những điểm đến đẹp nhất của Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỷ, cùng với lịch sử, văn hóa và kiến trúc của mình, phố cổ Hội An mang dấu ấn riêng. Hội An cũng từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và là điểm đến của rất nhiều du khách Tây khi đến Việt Nam. Phố cổ không chỉ hấp dẫn du khách bởi sự cổ kính, bình dị, mà nơi đây còn có nền văn hóa ẩm thực đa dạng. Cách đó không xa, cùng ở dải đất miền Trung, Cố đô Huế cũng được xem là một địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Nơi đây có vô số ngôi chùa, đền thờ, cung điện, trong đó nổi bật là kiến trúc cung đình của Kinh Thành Huế. Huế là điểm đến của những du khách muốn khám phá lịch sử, cũng như Hội An, Huế có nền ẩm thực đáng để bạn khám phá. Danh sách 12 thành phố châu Á bạn nên đến một lần trong đời do Culture Trip vừa công bố, Việt Nam là quốc gia duy nhất có tới 2 thành phố là Hội An và Huế. Các thành phố còn lại được Culture Trip nhắc đến trong danh sách hầu hết là những thành phố cổ như Georgetown, Malaysia, Bandar Seri Begawan, Brunei, Yangon, Myanmar, Chiang Mai, Thái Lan, Tokyo, Nhật Bản, Yogyakarta, Indonesia, Siem Reap, Campuchia, Hồng Kông, Thượng Hải, Trung Quốc và cuối cùng là Legazpi, Philippines. Vừa qua, tại trung tâm thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch quốc tế Bình Minh đã phối hợp tổ chức khai mạc lễ hội mùa đông Sapa năm 2017. Đây là năm thứ hai Lào Cai tổ chức lễ hội mùa đông, hướng tới chào đón năm mới 2018, lễ Giáng sinh an lành, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và người Sapa, thúc đẩy phát triển du lịch ở địa phương. Lễ khai mạc diễn ra trong thời tiết rét lạnh 3 độ C và Sapa có sương mù mờ ảo như châu Âu. Khu vực trung tâm thị trấn được trang hoàng đẹp đẽ, nhà thờ Sapa đèn màu rực rỡ, trở thành tâm điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Được biết, hội đèn đêm tuyết tái hiện lễ hội ánh sáng về đêm lần đầu tiên tổ chức tại Sapa với rất nhiều không gian trình diễn ánh sáng đẹp mắt cùng truyền thông Noel ngược vô cùng độc đáo, đường hầm ánh sáng huyền ảo. Toàn bộ không gian kiến trúc được chiếu sáng rực rỡ trong phạm vi 10.000m2 của ngày hội. Chương trình âm nhạc đường phố với các ca khúc chào năm mới náo nhiệt tưng bừng của các nhạc công và ca sĩ chuyên nghiệp. Trên các tuyến phố cổ như Cầu Mây, Xuân Viên, Thạch Sơn có các gian hàng được thiết kế theo phong cách chợ truyền thống vùng cao. Tại đây, đồng bào dân tộc bản địa bày bán các sản phẩm thổ cẩm Sapa, đồ thủ công mỹ nghệ nhỏ xinh cùng với những món quà Giáng sinh tuyệt đẹp để du khách lựa chọn làm quà. Thông qua lễ hội tuyết, chúng tôi mong muốn rằng lễ hội tuyết này được quảng bá đến rất nhiều, quảng bá du lịch Lào Cai, du lịch Sapa, du lịch Tây Bắc nói chung và du lịch Việt Nam đến với tất cả các du khách trong nước và trên thế giới. Vì đặc biệt là rất nhiều du khách người nước ngoài nhưng họ cũng không có nhiều cơ hội trải nghiệm tuyết, họ đến đây họ cũng rất thích và mong muốn rằng là có nhiều cơ hội trải nghiệm các cái du lịch bản làng, du lịch cộng đồng để phát triển cái du lịch cộng đồng của Tây Bắc nói chung và Lào Cai, Sapa nói riêng. Cùng ngày, ngày hội khám phá tuyết Sapa đã khai mạc, thể hiện khung cảnh tuyết rơi có 102 ở Việt Nam trên diện tích gần 10.000m2 với nhiều khung cảnh ấn tượng, điểm check-in đặc sắc, không gian vui chơi hấp dẫn theo các chủ đề Giáng sinh và Noel, vườn tuyết, biệt thự tuyết, nhà tuyết Hơ Mông, nhà sàn tuyết, hoa tuyết, mưa tuyết, con đường tuyết, nhiều mô hình cảnh tuyết tiêu biểu. Điểm nhấn trong ngày hội là sự kiện khai trương phòng trà Trịnh Ca với những ca khúc bất hủ của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, chiều lòng du khách có gu thưởng trà trong không gian âm nhạc tuyệt vời. Trong ngày, lễ hội đã thu hút hàng ngàn du khách trong hành trình tham quan, trải nghiệm và đón lễ Giáng sinh với không khí giá lạnh đặc trưng của vùng đất ôn đới. Dự kiến đến hết ngày 31 tháng 12, Sapa sẽ đón từ 4 đến 5 vạn du khách trong các ngày diễn ra lễ hội. Lễ hội mùa đông Sapa 2017 kéo dài từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Trong năm du lịch quốc gia Lào Cai, Tây Bắc năm 2017,
Sapa đã đón 1,9 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Lễ hội mùa đông Sapa 2017 là một trong những sự kiện văn hóa du lịch mùa đông nổi tiếng nhất cả nước và là sự kiện tiêu biểu trong năm du lịch quốc gia 2017, góp phần hình thành thương hiệu lễ hội mùa đông riêng có của Sapa Lào Cai. Vừa qua tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Du thuyền Quốc tế HTC vừa chính thức giới thiệu sản phẩm du thuyền với tiêu chuẩn 5 sao Era Cruise đưa du khách du ngoạn Hải Phòng và Vịnh Hạ Long. Era Cruise là hệ thống du thuyền tàu đầu tiên được đóng theo công nghệ mô đun tổng đoạn hai đáy theo tiêu chuẩn của tập đoàn Damen Hà Lan, sử dụng kẽm chống ăn mòn thân vỏ tàu, công nghệ chống sét, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo an toàn đường biển. Mỗi du thuyền gồm 18 cabin, có sức chứa 56 hành khách, 21 nhân viên và 7 thủy thủ, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị hiện đại, nội thất sang trọng. Tất cả cabin đều được trang bị theo tiêu chuẩn cao nhất về dịch vụ lưu trú với diện tích từ 47m² tới trên 74m², kết nối với sân chơi chuyên biệt. Các phòng được thiết kế với không gian mở, mang lại cho du khách những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên. Trong ngày đầu tiên của chương trình, tàu sẽ đưa du khách tham quan khu vực Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và Vịnh Lan Hạ. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng cảnh quan tươi đẹp trên biển, du khách còn có thể tham gia các hoạt động thú vị như chèo thuyền kayak, tắm biển, tham quan làng chài, thăm hang động, đánh cá cùng ngư dân. Hành trình có nhiều gói, trong đó gói 3 ngày 2 đêm được nhiều du khách yêu thích nhất. Với sự đa dạng trong dịch vụ và đẳng cấp trong chất lượng thiết kế, Era Cruise hy vọng mang lại những giây phút tuyệt vời cho du khách trong suốt hành trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa công bố kế hoạch triển khai chương trình tổ chức năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh. Theo đó sẽ có chuỗi 100 sự kiện diễn ra xuyên suốt trong năm 2018 đến tháng 1 năm 2019. Để chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia 2018, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập ban tổ chức cấp tỉnh và phê duyệt đề án tổ chức năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh. Lễ công bố khai mạc năm du lịch quốc gia 2018 với chủ đề Hạ Long di sản, kỳ quan, điểm đến thân thiện và chương trình Carnival Hạ Long với màn bắn pháo hoa rực rỡ dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 4 năm 2018. Các sự kiện sẽ do tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, một số tỉnh, thành phố trong cả nước phối hợp tổ chức, trong đó tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ trì tổ chức các sự kiện lớn như lễ công bố khai mạc, bế mạc, chương trình Carnival Hạ Long 2018, lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 2019, giải góp Hạ Long 2019 mở rộng. Công viên Hạ Long Park sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh và chương trình Carnival Hạ Long. Các hoạt động trong chương trình năm du lịch quốc gia 2018 còn bao gồm các lễ hội, chương trình văn hóa thể thao của 14 trên 14 địa phương trong tỉnh, đem đến cho du khách cơ hội trải nghiệm các nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền của Quảng Ninh. Các kênh cung cấp thông tin về năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh gồm trang thông tin điện tử chính thức của sự kiện tại website halongtourism.com.vn và chuyên mục năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, fanpage trên mạng xã hội Facebook năm du lịch quốc gia 2008 Hạ Long – Quảng Ninh. Sáng nay 29 tháng 12, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết chương trình ký cầu du lịch nội địa 2017 và triển khai phương hướng năm 2018. Đây là năm thứ 8 chương trình kích cầu du lịch nội địa được Hiệp hội tổ chức. Ngoài ba hãng hàng không lớn là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific, năm 2017, đơn vị cũng đã kết nối được với Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn và Hà Nội cùng tham gia kích cầu với các chính sách giảm giá linh động phù hợp với từng thời điểm. Sự kết nối giữa ba đơn vị đường sắt, hàng không và doanh nghiệp lữ hành thực sự đã tạo ra cú hích giúp cho du lịch nội địa phát triển đáng kể. Trong năm 2017, số lượng vé kích cầu triển khai bán của các doanh nghiệp đạt kết quả. Số vé máy bay đạt 353.842 vé, đạt 160,3% so với năm 2016. Số lượng tàu bán đạt 38.140 vé, tăng 193% so với năm 2016. Mặc dù đây đều là các con số đáng ghi nhận, tuy nhiên dịch chung các doanh nghiệp cũng đang tập trung chủ yếu vào các đường bay đến các điểm du lịch đã phát triển như Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và chưa có sự đột phá về các điểm đến mới. Bên cạnh đó, trong năm qua,
Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng vận động các doanh nghiệp thành viên nhóm tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước như Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITE 2017 và đã đạt được những thành công đáng kể. Năm 2018 là cái năm sẽ là rất là nhiều việc để cho Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành với sở, với ngành du lịch thành phố và cả nước. Ngoài cái chương trình kích cầu thì như trên báo cáo thì cái năm 2017 đã thành công rất là hiệu quả. Thì những đơn vị cung ứng dịch vụ như hàng không, đường sắt sẽ vào cuộc mạnh hơn, có những cái chương trình khuyến mãi đặc biệt hơn. Và nhất là các địa phương khi mà thấy hiệu quả của chương trình thì gắn kết tham gia, và Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nắm bắt những cái cơ hội đó để triển khai chương trình làm thế nào để phục vụ người tiêu dùng được kết quả tốt nhất. Nối tiếp thành công trên, trong thời gian tới, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dần chuyển hướng chương trình sang một nội dung mới cùng với hàng không, đường sắt và các địa phương triển khai chương trình kích cầu du lịch cho tất cả các địa phương trong cả nước và có điểm nhấn ở một tuyến điểm mới. Cụ thể, trong năm 2018, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương định hướng xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch khu vực miền Trung tại ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Với độ cao 1.500m so với mực nước biển và được các dãy núi bao quanh, Đà Lạt là một trong những địa danh du lịch xinh đẹp mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới thăm viếng và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, với tiết trời mát lạnh, ôn hòa cùng nhiều điểm tham quan du lịch hấp dẫn, Đà Lạt luôn làm mê đắm lòng người mỗi khi có dịp ghé thăm thành phố ngàn hoa này. Xin chào các bạn! Nơi chúng tôi đang có mặt là Hồ Xuân Hương. Trước đây thì đây là thung lũng của những con suối đổ về từ thác Cam Ly. Hồ Xuân Hương giờ đây thì trải dài theo hình trăng lưỡi liềm với tổng diện tích là 25 hecta. Ở đây thì dù là ban ngày hay là ban đêm thì đều rất là nhộn nhịp bởi những hoạt động ngoài trời và những quán cà phê quanh đây. Đà Lạt được du khách khắp nơi âu yếm đặt cho rất nhiều cái tên mỹ miều như thành phố thông reo, thành phố ngàn hoa, tiểu Paris, thành phố sương mù. Những khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm là điều kiện thích hợp nhất để các loài hoa đua nhau khoe sắc. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chưa đầy 15 cây số, tọa lạc tại xã Xuân Thọ, một xã nằm ở phía đông của thành phố Đà Lạt, vườn hoa Cẩm Tú Cầu đang trở thành địa điểm lý tưởng thu hút lượng lớn khách du lịch ghé thăm khi đến với thành phố cao nguyên này. Đến với thành phố ngàn hoa vào bất cứ mùa nào trong năm, chúng ta cũng đều cảm nhận được không gian tươi mới và tràn đầy sức sống của những loài hoa nơi đây. Và nơi chú Thuận đang đứng là vườn hoa Cẩm Tú Cầu, một loài hoa rất đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Với diện tích rộng hơn 2 hecta, vườn hoa Cẩm Tú Cầu là một địa điểm tham quan còn khá mới ở thành phố ngàn hoa. Đến đây vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách cũng được ngắm nhìn và trải nghiệm cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu. Hoa Cẩm Tú Cầu còn có một tên gọi khác là Dương Tú Cầu hay Dương Tử, là cây hoa thân mộc, hoa vô tính. Lúc đầu hoa màu trắng, sau biến dần thành màu lam hay màu hồng. Phần hoa phụ thuộc vào độ pH của đất, nguồn gốc từ các quốc gia Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Hiện nay, hoa được trồng ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó được trồng nhiều ở Đà Lạt. Rất nhiều bạn trẻ đã lựa chọn khám phá cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ khi đến với thành phố ngàn hoa. Nhìn trái dưa leo nhỏ như vậy mà người nghĩ là nó chưa chín đúng không? Nhưng mà thực ra như vậy là đã thể thu hoạch và ăn được rồi. Đây là gọi là giống dưa leo baby của Định Farm. Wow, cà chua xanh tốt quá luôn. Trái nào cũng no tròn hết nè. Tham quan nông trại của gia đình anh Nguyễn Định tại đường Vòng Lam Viên, phường 8 Đà Lạt, tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng với những sản phẩm đặc biệt của trang trại nhà anh đang trồng như các loại cà chua, bao gồm nhiều giống khác nhau, gồm cà chua bếp, các loại như cherry vàng, đỏ chùm, đỏ nhọn. Đặc biệt, các loại cà chua này có thể dùng để chế biến thành món ăn truyền thống, ăn sống hay trái cây sau bữa ăn. Mọi người ơi, Thường phát hiện được trái lạ. Đố mọi người đây là trái gì? Giống trái nho đúng không? Không phải. Cà tím, không phải luôn. Đây là trái cà sô-cô-la.
Hiện mỗi ngày trang trại của anh Định thu hoạch được khoảng 300kg cà chua bếp và 150kg cà chua cherry các loại. Ngoài ra, trang trại của anh còn trồng nhiều loại nông sản đặc biệt, chất lượng, thơm ngon như giống dưa hấu Bemino hay còn gọi là dưa hấu Tí Hon, là một loại trái cây cùng họ với dưa hấu, dưa lê có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ. Anh ơi, anh có thể giới thiệu đôi nét về Định Farm cho em được biết thêm được không ạ? Hiện tại mình đang sở hữu cái diện tích là một mẫu. Trồng chủ yếu là tập trung là cái nhóm dưa Bemino, cà chua các loại, dưa leo, ớt chuông, ớt sừng và một số loài rau ăn lá. Anh ơi, em đặc biệt ấn tượng với lại cái quả cà chua mà màu tím tím á. Bắt đầu em nhìn em có tưởng là trái nho không à? Rất là đặc biệt luôn đúng không anh? Vừa mình nổi trội cái sản phẩm thứ hai là các cái loại cà chua cherry. Hiện tại mình có 5 màu cà chua: đỏ, vàng, màu hồng, màu sô-cô-la, màu đen. Khách vào đây thì người ta nhìn thấy những cái giống cà chua này thì người ta rất là tò mò. Màu sắc đa dạng, ăn rất là ngon. Vườn dưa hấu Bemino của anh Định không chỉ là địa điểm được du khách tìm đến vì tò mò về loại quả du nhập từ Bắc Mỹ này, mà còn bởi nơi đây còn cho ra đời những bộ ảnh siêu đáng yêu. Đây rồi, đây mới đúng là một trái dưa hấu Bemino đạt chuẩn đây mọi người. Vừa to bự là lại vàng tươi như thế này. Thơm quá, bây giờ bổ ra ăn thôi. Chính sự độc lạ của nông trại, Định Farm đang trở thành điểm thu hút hàng ngàn lượt du khách du lịch đến tham quan mỗi ngày. Du khách đến đây đều vô cùng thích thú khi được tự tay thu hoạch, thưởng thức những sản phẩm đặc biệt của trang trại ngay tại vườn. Sẽ là một thiếu sót lớn cho mỗi du khách khi đến với Đà Lạt mà bỏ qua bước khám phá chợ đêm Đà Lạt. Cùng với Hồ Xuân Hương thì chợ Đà Lạt là một nơi trung tâm nhộn nhịp, thu hút không chỉ khách du lịch trong nước mà cả người dân bản địa. Hãy cùng với Duy Thuận khám phá xem về đêm tại chợ Đà Lạt sẽ có những hoạt động nào thú vị nhé. Là một nơi hoạt động náo nhiệt, chợ Đà Lạt về đêm trở thành điểm hẹn cho những du khách thích mua sắm quần áo, tìm hiểu ẩm thực địa phương hoặc đơn giản là dạo chơi giữa không khí lạnh giá, lang thang khu chợ và hòa mình vào nhóm khách du lịch túm tụm thưởng thức đặc sản hoặc tìm mua một chiếc khăn quàng cổ làm quà cho người thân. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ của bạn vào mùa hè tại phố núi Đà Lạt. Wow, đứng từ trên cao nhìn xuống thôi đã thấy rất là đông và nhộn nhịp người rồi. Chắc chắn thì nơi đây chính xác luôn là khu phố ẩm thực đêm tại chợ Đà Lạt. Trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt mà thưởng thức những món nướng thì là điều tuyệt vời nhất, quý vị bạn. Mà đến với thành phố Đà Lạt thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu qua thông tin cũng như là một vài người bạn chia sẻ. Thì khi đến đây thì phải thưởng thức đầu tiên là món pizza Đà Lạt. Thế thì pizza Đà Lạt là gì? Mời mọi người xem nha. Đây chính là pizza Đà Lạt. Trời ơi, hấp dẫn quá. Hấp dẫn ở đây không chỉ là bánh thôi đâu, mà ngồi bên cạnh hang củi như thế này với cái tiết trời se lạnh vừa ấm và thưởng thức bánh nữa thì không có gì tuyệt vời bằng. Lấy cho em một cái bánh đi chị ơi. Món bánh tráng nướng là món ăn luôn hấp dẫn thực khách khi tới Đà Lạt. Đây cũng là món trứ danh làm nên thương hiệu của mùa lạnh tại Đà Lạt. Tại chợ có rất nhiều loại bánh tráng, đa dạng về nhân cho du khách lựa chọn như trứng cút, xúc xích, phô mai và khô bò. Bánh nướng trên than hồng, sau khi nướng chín và giòn đều, du khách có thể gấp lại làm đôi hoặc để nguyên chiếc và thưởng thức. Wow, quả thật là nghe danh bánh pizza Đà Lạt hay còn gọi là bánh tráng nướng. Nghe danh này đã thấy ngon rồi đó, nhưng mà lần đầu tiên ăn thì không biết như thế nào đây. Không biết vì sao món này lại ngon rồi. Bởi vì có rất là mùi vị ở bên trong bánh pizza này nè. Có cay, có mặn, có ngọt, rất là vừa miệng luôn. Và đặc biệt đó là bánh nóng trong cái không khí mà xe lạnh thế này ăn vào thì quả thực tuyệt vời, không có gì bằng cả. Tức là mọi người phải ăn thử, thưởng thức thì mới biết được. Đến
Đà Lạt, điều nhất định phải làm là đi dạo chợ đêm và ăn vặt. Mà đã nói ăn vặt thì phải ăn ở ngoài đường hoặc là trên vỉa hè. Bây giờ Thúy Luận sẽ thưởng thức ngay một ly sữa nóng thơm ngon. Nếu các bạn biết được Thuận uống món gì, chia sẻ luôn nha. Đây là sữa đậu nành trộn với lại sữa tươi. Trước khi uống thì sẽ quấy đều lên để cho trộn lẫn với nhau thì mùi vị sẽ thơm hơn. Bé béo ngày ngày, ngon tuyệt vời. Chợ đêm Đà Lạt không ồn ào như nơi khác, nó nhẹ nhàng ấm áp trong tiết trời se lạnh của thành phố ngàn hoa. Để hành trình khám phá chợ đêm Đà Lạt trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn, du khách đừng quên lựa chọn một vài món quà ưng ý, đặc sản hay những món đồ thủ công làm quà kỷ niệm dành tặng cho bạn bè, người thân hay chính là để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời khi đến du lịch tại Đà Lạt. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với những thông tin và chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong mục siêu thị du lịch. Hãng vận chuyển Interbus Lines, thành viên của Thiên Thảo Nguyên, vừa cho ra mắt dòng sản phẩm mới, xe du lịch giường nằm đôi Inter Valentine. Xe được thiết kế 22 cabin, được trang bị như một phòng nghỉ, với nhiều tiện nghi sang trọng và hiện đại dành cho gia đình, đặc biệt phù hợp với những vợ chồng, đôi bạn trẻ đang yêu. Thay vì đặt tên số hay ký tự, 22 cabin trên xe được đặt tên 22 địa danh các tỉnh, thành phố nổi tiếng về du lịch như Hà Nội, Sapa, Hạ Long, Hội An. Hành khách trên xe sẽ có một không gian riêng biệt, hệ thống âm thanh hình ảnh, ánh sáng tiêu chuẩn 5 sao, wifi miễn phí. Trong mỗi cabin đều được trang bị màn hình, máy nghe nhạc, xem phim, tai nghe, cổng sạc USB tiện dụng. Bên cạnh đó, hành khách được phục vụ đồ ăn nhẹ đi kèm, hướng dẫn viên nhiệt tình và chuyên nghiệp. Sản phẩm độc đáo này hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn trẻ những trải nghiệm mới. Kế hoạch của Interbus Line cho kế hoạch 2018 thì chúng tôi sẽ tạo ra những cái sản phẩm khác biệt để phục vụ khách một cách tốt hơn. Như sản phẩm Inter Valentine, một chuyến xe tình yêu, cũng tháng 1 2018 là chúng tôi sẽ khai trương tiếp một sản phẩm mới, đó là sản phẩm phim trường trên hệ thống của Inter Valentine. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ áp dụng trong tháng 1 2018, chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lý và vận hành doanh nghiệp. Với những khách hàng có thể ngồi ở nhà, thậm chí có thể là ở ngoài đường, thậm chí có ở bất cứ ở nơi đâu, chúng ta có thể là tự đặt được vé và tự chọn được số giường hoặc là số cabin, chỗ cabin của mình ưng ý và yêu thích, và có thể thanh toán trên toàn bộ các hệ thống, từ chuyển khoản qua hệ thống OnePay, từ thanh toán qua hệ thống trực tuyến, và có thể là thanh toán qua hàng nghìn cửa hàng tiện ích của chúng tôi trên khắp đất nước Việt Nam. Bên cạnh việc tăng cường đầu tư thêm dòng xe Valentine, dự kiến năm 2018, công ty sẽ mua khoảng 20 xe VIP, loại 21 đến 29 ghế ngồi sang trọng như khoang thương gia, trên các máy bay Boeing để phục vụ những khách hàng là doanh nhân, gia đình và vợ chồng trẻ. Chào đón năm mới 2018, hãng vận chuyển Interbus Lines tưng bừng khai trương khung giờ mới, khởi hành đi Sapa và chiều ngược lại với giá vé ưu đãi 999.000 đồng một cabin gia đình, 680.000 đồng cho cabin đôi 2 người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Đi và Đến ngày hôm nay. My và Min rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các quý vị. Còn bây giờ, Thảo My và anh Min xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn.